Ngày 19 tháng 8, Sun Falcon đã tổ chức trao thưởng 4 giải ba. Mỗi giải có 2 người trúng, một là nhà thầu và một là chủ nhà. Mỗi người một chiếc Smart TV LG 50 inch. Được trao tận tay cho chủ nhân may mắn khi tham gia chương trình. Kính thưa quý vị, chương trình Bạn Chúng Tôi Chúng là một chương trình của công ty cổ phần Falcon Coating Việt Nam nhằm hỗ trợ đầu ra cho quý đại lý cũng như các nhà thầu. Tôi rất vinh dự đại diện cho công ty công bố và trao giải đợt 2 của chương trình Bạn Chúng Tôi Chúng đến quý nhà thầu cũng như quý đại lý đã may mắn trúng thưởng trong chương trình của chúng tôi. Và sau đây tôi xin phép được trân trọng và kính mời nhà thầu Trần Đình Lộc và chủ đầu tư là anh Trần Đình Hưởng hướng lên phía sân khấu của ban tổ chức ạ. Và xin trân trọng kính mời anh Vũ Mạnh Tổng, giám đốc kinh doanh khu vực quốc lộ 2 và anh Nguyễn Xuân Thành hướng về phía sân khấu để trao hai giải đầu tiên của chương trình ngày hôm nay dành cho nhà thầu là anh Trần Đình Lộc và chủ đầu tư là anh Trần Đình Hưởng ạ. Xin mời. Anh có cảm nhận như nào khi mà cao trúng giải thưởng cho cả chủ nhà và cho cả anh nữa, bản thân anh nữa được không ạ? Vâng, trước tiên thì em xin cảm ơn quý công ty và quý nhà thầu, quý nhà phân phối. Thì em cũng làm sơn thầu cứ lên được 2 năm rồi. Và không ngờ năm nay là đầu tiên được nhận giải của hãng Falcon rồi mình. Thì cũng không ngờ là trong nhóm thợ thì tất cả anh em thì bật lắp thì cũng nhiều mà không ấy, nhưng đây là cái lon cuối cùng của một công trình, cho nên là em cũng thu dọn về thì không ngờ là về nhà thì thấy được cao trúng thưởng. Thì em mong là công ty là sẽ có nhiều chính sách khuyến mại đến nhà thầu thợ và nhà nhiều hơn. Vâng, em xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn chia sẻ của anh Lộc và mong rằng anh sẽ lan tỏa và anh sẽ ủng hộ Sun Falcon nhiều nữa. Dạ vâng, em xin phép em phỏng vấn anh chủ nhà một chút ạ. Dạ vâng, anh Hưởng ạ. Và khi mà anh nhận được cái thông tin là mình trúng giải này thì TV này anh đã có kế hoạch gì chưa ạ? Anh tặng bạn bè hay để dùng hay là dùng cho nhà mới? Những cái kế hoạch của anh khi mà anh trúng giải này được không ạ? Dạ vâng. Em xin cảm ơn tất cả công ty. Em làm căn nhà thì chỗ cháu Huân cũng cấp sơn vào thì cũng rất may mắn là được trúng cái tivi 50 inch, nhưng mà ở nhà con tivi cũ thì 43 inch thì chắc cho nhà ăn. Đang bảo cố gắng đến sang năm nữa làm căn nhà nữa để cho cháu Huân cấp sơn vào để trúng cái tivi nữa. Dạ vâng. Và sau khi mà anh Đức đã nghe cái sự tư vấn từ phía công ty và sử dụng sản phẩm Ceramic thì anh cũng là người mà đã giới thiệu sản phẩm đến với anh Khánh và chị Hòa. Vâng ạ, xin mời những bức ảnh để lưu lại những cái kỷ niệm cho nhà phân phối Thạnh Vinh của chúng ta, cũng như anh Tăng Văn Khánh và chị Nguyễn Thị Hòa, đó là những vị khách may mắn tiếp theo của chương trình Tôi Chúng Bạn Chúng của công ty Falcon. Xin chúng ta trong tràng thật lớn để chúc mừng cho chủ thầu cũng như chủ đầu tư của chúng ta. Làm sơn được tư vấn thì cảm thấy hạ sơn cũng có chất lượng, nên chúng tôi cũng tư vấn với chủ đầu tư với chủ nhà là nên sử dụng. Thì cái trúng thưởng thì cũng bất ngờ, cũng không mấy khi mà trúng thưởng, cho nên là thấy trúng thưởng thì cũng chưa tin lắm này, thì lúc đó thì cũng mười nhà. Nhưng khi mà trúng rồi thì anh trúng rồi thì cảm giác mừng phấn khởi. Thì lúc trước khi cào thì cũng nghĩ là làm cho hay thôi chứ cứ trúng thật. Nhưng mà khi cào trúng rồi lại thì lại điện cho anh Đức là có phải trúng thật hay không? Chị được cái tivi mà anh Đức ấy, nếu chị được thì trong vì trước khi cào là nó con gái là còn ưng tivi hay xe máy, con gái đó là xe máy vui hơn, tivi không vui. Vậy sao được chứng cào cái đầu tiên cái là được cái tivi, xong mà cũng mừng mà cũng nữ mà điện này Đức thì Đức nói vậy mà nói, hay là làm giờ hay mà điện cái số 41 vui 41 lại không thấy ngay máy lại cũng thử có lừa. Nhưng sau thấy anh Đức nói không, chị cứ hốt, nó có giải nào chị hốt cho em cái. Xong là thấy anh Đức nói vậy thì xuống, anh Đức xuống liền gì đó. Xong là với nó là vậy, tin chắc là đúng thật, chứ không phải cũng chả. Vậy là bây giờ là cái cảm xúc của chị bây giờ là cũng đúng là đã được anh Đức, trước tiên anh Đức là giới thiệu về chương trình của công ty.
Cái thứ hai là giới thiệu về sản phẩm của công ty. Và đến thời điểm này thì cái niềm vui của anh Khánh và chị Hòa là em hiểu cảm xúc là có thể là những trong cảm xúc vỡ hòa. Tại vì chúng ta đi từ cái cảm xúc mà không nghĩ rằng là nó có, mà bây giờ chúng ta lại có giải thưởng, đúng không ạ? Và chúng ta lại được sử dụng sản phẩm chất lượng. Xin thật là kính thưa ban lãnh đạo của công ty và cùng toàn thể tất cả mọi người đến tham gia cái chương trình Tối Chúng Bạc Trúc. Phải nói là như anh Khánh và chị Hòa và mọi người hôm nay đến đây để nhận cái giải thưởng của nhà máy của công ty ấy, thì phải nói là một điều rất phấn khởi. Và đặc biệt là khi mà nghe thông tin của chủ nhà mà trúng giải thưởng là tôi cũng bất ngờ và chạy xuống luôn. Và coi như là nói chủ nhà là nếu mà chị mà trúng được là chị hút hết cái phần quà cho em. Và hôm nay là cũng nói với chị cứ bảo là cũng thật chúng em, nhưng mà nói là cái này này ở đây là chính sách của nhà máy của công ty, chứ không phải là để đưa ra một cái đơn giản để mà đánh lừa khách hàng. Và cái sản phẩm của nhà máy đưa ra thì phải nói là lên là cái chất lượng của cái dòng sơn men sứ này, kể cả chủ nhà cũng đánh giá cao về cái chuyển đổi bóng của cái dòng ceramic tác phong một nên rất tuyệt vời. Nên là cũng là đây cũng là một cái điều mà xin được chúc mừng là chủ nhà và cũng là chủ thầu cùng tất cả mọi người, và mong rằng là công ty sau này cũng có cái thêm cái chính sách và đặc biệt là quan tâm nhất hơn nữa về cái chất lượng để làm thế nào để mà cái thương hiệu của mình càng ngày càng phát triển trên thị trường. Trân trọng kính mời nhà thầu Hoàng Khắc Hoàng và xin trân trọng kính mời chủ đầu tư là chị Trịnh Thị Ngân ạ và anh Nguyễn Minh Đức hướng về sân khấu để chúng ta trao giải Hoàng Khắc Hoàng, đó là nhà thầu sơn tại khu vực Vĩnh Lộc. Giải thưởng dành cho chủ đầu tư là chị Trịnh Thị Ngân, chủ đầu tư đã sử dụng sản phẩm Van Côn. Và một niềm vui đến lớn hơn đó là nhà phân phối sơn Nam Cao là nhà cung cấp sơn cho anh Hoàng cũng như chị Ngân. Và xin anh Hoàng và chị Ngân hãy nán lại một chút để chia sẻ cái cảm giác của chúng ta. Vâng ạ, trong cái khoảnh khắc mà anh được trúng thưởng, anh Hoàng sử dụng sản phẩm sơn của Van Côn cũng rất nhiều năm rồi, đúng không ạ? Và trong dịp này thì công ty có tổ chức cái chương trình Bạn Chúng Tôi Chúng, thì anh là người cũng là người tin dùng sản phẩm, và cái thứ hai là anh giới thiệu cho chị Ngân đúng không ạ? Đấy, và chương trình của chúng tôi làm một giải thưởng cho chủ nhà và một giải thưởng cho chủ thầu. Vậy thì sau đây thì anh cái TV này anh sẽ dùng một việc gì? Em thì chắc là để lắp cho các cháu nó xem YouTube vậy ạ. Và khi mà anh nhận được giải thưởng của chúng tôi thì cái cảm giác của anh nó như thế nào? Có giống như thầy anh Đức chia sẻ không? Từ suy nghĩ là không có mà thành có, đúng không ạ? Vậy thì anh có thể là cho quý vị của chúng ta biết một chút cái cảm xúc của mình khi anh chính thức là người sở hữu chiếc TV của chúng tôi. Em thì cái lúc cào ra thì nói thật là cũng không nghĩ là trúng thật. Phải điện ngay cho anh Đức và xác minh. Vâng, nói chung là khi nhận được cái phần thưởng của cái công ty thì cũng cảm ơn cái công ty rất nhiều. Vâng, cảm ơn anh Hoàng. Và sau đây tôi chỉ hỏi một câu với lại chủ đầu tư thôi, đó là khi mà chúng ta làm một công trình thì chúng ta có rất nhiều thùng và nhiều lon khác nhau. Vậy tôi hỏi là khi mà chúng ta, cái cảm xúc của chúng ta khi mà bóc từng lon một ra để quay thưởng thì đến lon thứ mấy là chị trúng thưởng? Anh đại diện ạ. Nói chung là nhà em thì cũng là chống thấp biết rồi, tầm 6-7 thùng rồi. Rồi làm cái mặt tiền thì mới là bóc lon thứ hai thì mới là trúng thưởng. Sơn gần hết tầng 2 rồi thì anh Hoàng mới thông báo trúng thưởng, em không tin mấy. Sau có anh Đức mới vào bảo xác nhận là đúng thì vợ chồng em mới là tin thật. Dạ vâng. Chúc mừng vợ chồng chị Ngân và anh, là anh làm chống thấm là hết 6 thùng. Nội thất là làm xong, chắc là nội thất làm xong rồi chứ đúng không? Mới xong tầng 2 và hiện tại vẫn đang trong cái quá trình hoàn thiện. Vậy thì anh có nghĩ rằng là anh bóc đến lon thứ 2 của ceramic là ngoài trời. Vậy thì bây giờ chúng tôi còn 8 cái TV 65 và một cặp Vision nữa, thì anh có nghĩ rằng là cũng như thể hy vọng rằng mình có cơ hội trúng thưởng không? Em nghĩ thì mình cảm thấy là rất may mắn rồi, chúng tin đi rồi. May mắn hơn nữa, chúng xe máy cũng tốt hơn. Vâng, cảm ơn anh Hoàng cũng như anh chị. Rằng tôi ở đây chương trình là như tôi chia sẻ ban đầu ấy, là chương trình Bạn Chúng Tôi Chúng thì là có rất nhiều giải thưởng. Và bản thân khi chúng ta làm một công trình thì chúng ta làm rất nhiều sản phẩm khác nhau và rất nhiều thùng.
thì anh trúng giải 3 rồi thì chúng ta hoàn toàn là cơ hội để trúng giải nhì, cũng như hoàn toàn là cơ hội để trúng giải nhất, đúng không ạ? Và cái điều đấy là bản thân công ty chúng tôi khi đưa chương trình thì cũng rất mong muốn là khách hàng là chúc cho anh Hoàng sức khỏe, nhận nhiều công trình, chúc cho anh chị là thi công được, công nhận được, làm được cái tòa nhà ưng ý, sử dụng sản phẩm sơn chất lượng, và cũng may mắn hơn nữa là mong muốn anh chị sẽ trúng giải thưởng lớn hơn. Và xin cảm ơn anh chị, xin cảm ơn.